Thưa quý vị, 120 người đã tập trung bên bờ sông Hàn ở Hàn Quốc để tham gia một cuộc thi độc đáo, đó là tìm ra người có khả năng ngủ sâu nhất. Đây chắc chắn là một cuộc thi mà người tham gia nào cũng mong muốn chiến thắng. Cuộc thi giấc ngủ sâu đã được tổ chức mới đây bên bờ sông Hàn, đảo Yoido. 120 thí sinh đã tham gia tranh tài trong cuộc thi độc đáo này, chủ yếu là nhân viên văn phòng và sinh viên, những người ít có thời gian nghỉ ngơi. Những người tham gia mặc những trang phục thoải mái nhất và nằm xuống những chiếc ghế dài tại địa điểm thi và cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu. Ban tổ chức sẽ theo dõi sự khác biệt của nhịp tim thí sinh khoảng 30 phút một lần. Người tham gia có sự khác biệt rõ ràng nhất là người ngủ sâu nhất và giành chiến thắng cuộc thi. Hàn Quốc ghi nhận thời gian ngủ ít nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Thông qua sự kiện này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được lợi ích của giấc ngủ, từ đó thấy được tầm quan trọng của nó. Ngoài cuộc thi ngủ, một cuộc thi bên lề được tổ chức để tìm ra thí sinh có đồ ngủ sáng tạo nhất. Ba người chiến thắng cuộc thi ngủ sâu và hai người có đồ ngủ đẹp nhất đã nhận được chứng nhận của cuộc thi và các giải thưởng giá trị khác. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, cuộc thi tương tự cũng đã từng được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2015 và Tokyo, Nhật Bản vào năm 2023. Một cuộc thi cũng dự kiến diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 10 này. Một cuộc thi khác được tổ chức mới đây ở Seoul cũng nhằm kêu gọi mọi người dành thời gian nghỉ ngơi là Spay Out, cuộc thi ngồi đờ đẫn. Hơn 4.000 người đã đăng ký tham gia cuộc thi. Trong số 10 người được khán giả bình chọn yêu thích, ai có nhịp tim ổn định nhất sẽ giành giải quán quân. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có cường độ và văn hóa làm việc khắc nghiệt. Một cuộc khảo sát do tờ Đông A thực hiện năm 2022 cho thấy 34,7% số người được hỏi cho biết từng trải qua hiện tượng kiệt sức. Theo Tổ chức Y tế WHO, những người mắc hội chứng kiệt sức mức độ nặng thường có các triệu chứng như lo lắng, mất ngủ và trầm cảm.